Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép học sinh trên địa bàn đi học trở lại từ ngày mai 6 tháng 5, trừ thành phố Hội An. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với học sinh đang thi học kỳ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu nhà trường tịnh tiến lùi lịch thi so với lịch cũ, tuyệt đối không được xáo trộn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong quá trình ôn tập cũng như kiểm tra cuối kỳ.